chúng ta đang muốn cho khách hàng biết đến cửa hàng của mình thì chúng ta chạy những cái mục tiêu có giá thầu rẻ và nội dung tối ưu. Tức là ở đây là cái chuyển đổi cuối cùng ấy, không phải là nhắn tin, em đo lường nhắn tin là sai, mà em phải đo lường là khách hàng phải đến cửa hàng của mình thì mới là đúng. Hôm nay thì mình sẽ có một phần chữa bài dành cho một bạn ở Bắc Giang. Hiện tại thì bạn này đã gửi Ultra cho mình rồi. Bạn này đã đăng ký level 1, sau đó thì thấy được chữa bài ok thì bắt đầu chuyển sang level 2. Ngày hôm nay thì mình hẹn lại quảng cáo thì mình sẽ chữa lại quảng cáo cho bạn đấy, xem bạn gặp vấn đề gì. Bạn này làm vấn đề về thời trang và chạy quảng cáo game. Trong đó thì mảng game thì là mảng quan trọng nhất. Nhưng mà trước đó thì mình mới chỉ chữa mảng thời trang cho bạn thôi. Bạn có cửa hàng ở Bắc Giang. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi điện cho bạn đấy. Rồi vào trong cái trình quản lý quảng cáo đây, em đang gặp vấn đề gì? Đây anh ơi, bây giờ nha, có nghĩa là em chạy ở trên 3 tài khoản luôn. Ừ. Đó. Em đang mở đây nhưng mà em thấy gọi là cái giá mét của em ấy nó cao á. Ừ, 60.000, 70.000 mét, ok, được rồi. Để đây anh xem luôn cho. Hôm nay thì anh sẽ chỉ luôn cho em là tại sao mét của em đắt. Đấy, em nói qua nha, cái có nghĩa là cái cam đầu, cái cam bên trên này này. Nhá, cái cam bên trên này là cái hôm đầu tiên mà em có em thấy là có có ba cái nhóm mà nó thế là bắt đầu thế là em dùng thế là em nhân ra đấy, có em nhân ra thêm hai nhóm nó như này. Em thấy nó chả hiệu quả lắm, bởi vì em thấy cái phụ kiện thời trang đấy là em thấy nó ổn nhất, thế là em copy sang. Đấy, có em nhân thêm đấy. Xong như nào nữa? Đấy, em nhân nhưng mà nhân hai hôm nó có 50 phút. Cái video mà em đang chạy ở trong em chạy là cái... ai cả, có nghe em dùng cả cam kia đấy nhá, có em chạy ở cam dưới đấy. Ừ. Đó. Cái content em chạy ở trong này là em quay lâu chưa? Lâu anh ạ, nói chung từ năm ngoái ạ. Ui giời, ok được rồi, ok bây giờ anh sẽ giải thích cho em, xong rồi anh sẽ gửi cho em cái ảnh này để em sẽ hiểu thôi. Số 1 đấy, ở đây em chạy quảng cáo, mục đích của em là làm cho người ta biết đến cái chương trình, đến cái cửa hàng của mình ở quanh khu vực của mình. Mục đích này sẽ khác hoàn toàn với cái mục đích là bán hàng bán quần áo online trên toàn quốc nhá. Mục đích bán hàng online trên toàn quốc là ra đơn, đúng không? Đúng không? Còn mục đích ở đây là chỉ để cho khách hàng biết đến cửa hàng của mình, đúng không? Đúng chưa? Và biết càng nhiều càng tốt, biết càng rẻ càng tốt, đúng không? Đấy à? Vậy thì có những cái mục tiêu quảng cáo nào mình có thể chạy được để làm cho người ta biết? Số 1 là lượt tương tác, đúng không? Số 2 là mình chạy lượt xem video này này. Đấy à? Số 3 là tiếp cận. Số 4 mới là tin nhắn. Khi mà em chạy mục tiêu là tin nhắn, cái giá thầu, tức là cái giá hiển thị của em nó sẽ đắt hơn. Nó sẽ đắt hơn, anh cầm chuột chưa? Nó sẽ đắt hơn các sản phẩm khác rồi. Đây em nhìn đây này. Em mất 100.000 cho 1.000 lần hiển thị. Hiểu chỗ này không? Nhưng nếu em chuyển sang mục tiêu tiếp cận hoặc số lượt xem video hoặc tương tác với bài viết thì lúc này CPM ấy, cái giá thầu ấy, nó sẽ chỉ về khoảng tầm 20.000 đổ lại thôi. Thế có phải là cùng một số tiền là nhiều người biết đến mình nhiều hơn không? Vâng. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà làm cái đấy thì nó lại chạy tin nhắn đúng không anh? Hả? Nhưng mà chạy cái đấy thì nó không Facebook mấy đâu. Nhưng mục đích của mình là làm cho khách hàng biết đến cửa hàng của mình và chủ động đến cửa hàng của mình mà. Chứ không phải là inbox đâu. Nếu mà em đã xác định đi theo trường phái là inbox thì tức là em bán một cái mẫu nào đó, em bán toàn quốc, em chạy toàn quốc, em chạy tin nhắn, người ta thích mẫu này, người ta nhắn tin, người ta hỏi cho em. Anh nói em thấy cũng hợp lý đấy. Còn ở đây là em chạy quanh khu vực. Là làm cho, ví dụ như thằng iShop, làm cho khách hàng biết đến cái sự kiện đấy trong ngày hôm đấy thì khách hàng chủ động khách hàng đến. Chứ cần gì phải ebook nữa, bởi vì ở Bắc Giang mà. Ebook làm gì cho nó lòng ngoằng, bởi vì ở Bắc Giang mà, ở quanh chỗ cửa hàng của mình mà, mình biết cái thằng này mà. Đúng không? Bây giờ em phải lên thêm cái bài mà để cho người ta biết đến cái cửa hàng là mình là chính, tức là chạy tương tác. Tức là cái mục tiêu chiến dịch của mình là làm cho khách hàng biết. Thì đừng có chạy tin nhắn cho giá thầu nó đắt ra. Mục tiêu là làm cho khách hàng biết. Cái số 2 là làm cho khách hàng biết, thì ví dụ câu đầu tiên vào khách hàng hỏi cửa hàng của mình: mày biết đến tao qua ai đấy? Ôi em nhìn thấy quảng cáo anh, em đến đi em mua. Đấy, thì đây là mục tiêu cho quảng cáo và nó đã thành công. Hiểu chưa em? Tức là khách hàng đến cửa hàng của mình phải đo lường được là khách hàng đến từ đâu. Đến từ quảng cáo thì tức là quảng cáo hiệu quả.
Hả? Bây giờ 2 tuần nữa em cảm thấy em học ăn sốt ruột quá. Không phải sốt ruột, đầu tiên là cái mục tiêu của mày đang bị sai. Đấy chưa, mục tiêu chiến dịch bị sai và mục tiêu tối ưu trong quảng cáo bị sai. Chúng ta đang muốn cho khách hàng biết đến cửa hàng của mình thì chúng ta chạy những cái mục tiêu có giá thầu rẻ và nội dung tối ưu. Tức là ở đây là cái chuyển đổi cuối cùng ấy, không phải là nhắn tin. Em đo lường nhắn tin là sai, mà em phải đo lường là khách hàng phải đến cửa hàng của mình thì mới là đúng. Đấy chưa? Ok. Cái điều đó thì tại mình là anh cũng. Thì đầu tiên mày phải hiểu đã. Đúng rồi, anh nói thì em thấy hợp lý. Được chưa? Như này nhá. Nhưng mà mục tiêu của em là kéo khách hàng đến cửa hàng, biết về sản phẩm của mình và sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình, hiểu chỗ đấy không? Vâng. Ví dụ như bia này, là nó chạy quảng cáo là uống được 10 ca bia thì tặng 1 triệu chẳng hạn. Nhưng mà được mấy thằng đến đâu, nhưng mà cả lũ chúng nó kéo đến, mà thằng nào không uống không hết thì phải trả tiền còn gì. Đúng rồi. Hiểu chưa? Thế, nói chung về mấy chương trình thì bọn biết, nhưng mà em biết là bây giờ cái lớn ở đây, thứ nhất là cái content và cái video là nó bám cũ. Cái đấy là nó là cái chính rồi. Mình cái thứ hai là em đang chạy mét như này, bởi vì nhá em ở vùng này thì em gọi chỉ target nó chỉ lên quanh đây thôi. Trong đó là có những khách hàng người ta đã đến, người ta biết rồi, thì tôi nghĩ người ta không cần phải nhắn tin. Đúng rồi. Đấy, người ta đến ngày là người ta sẽ đến thôi. Mà bây giờ thì có phải là ý của anh là bây giờ là em sẽ lên thêm cái cam và chạy kiểu tương tác, đúng không anh? Đúng rồi. Và chỉ đo lường mục tiêu là biết thôi, tức là khách hàng đến của mình là đến, biết đến cửa hàng của mình là qua đâu, thì đấy là lúc vào cửa hàng thì mình trò chuyện với khách hàng rồi mình hỏi, chứ mình không nhìn vào tin nhắn nữa. Bây giờ nha, cái ngân sách ấy, bởi vì là thứ nhất là em chưa biết cân đối làm sao mà để ngân sách làm sao phù hợp để chạy trong cái khoảng người như thế và trong cái thời gian là chạy được bảy đâu. Đấy, đây là ngân sách, tính ngân sách tổng quá tổng chiến dịch chạy, hình như hôm mọi anh tính cho em là 5 triệu là em sẽ tiếp cận hết. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ là như sau. Tổng tài của em đang là 130.000 người. Ok, 130.000 đi. Đấy. Em muốn tính được là chạy bao nhiêu, chạy trong bao lâu thì hết khách, tức là khách sẽ nhìn thấy quảng cáo của mình hết đấy. Được chưa? Thì mình sẽ lấy cái con số này này, chia cho con số này này. Hiểu chưa? Tức là ở đây chúng ta sẽ hiểu là nếu mỗi ngày tôi chạy là 200.000. Mỗi ngày tôi chạy 200.000 thì tổng mỗi ngày tôi sẽ được tiếp cận tối đa là khoảng tầm 3.500 khách hàng. Tổng xung quanh tôi có 130.000 người. Đấy chưa? Tôi sẽ lấy 130.000 người chia cho 3.500 người này thì sẽ bằng số ngày chạy, là tổng 37 ngày mình sẽ tiếp cận hết tệp. Hiểu không? 37 ngày với điều kiện mỗi ngày chạy 200.000. Nhưng bây giờ mình muốn gia tốc mạnh lên đúng không? Em chia thành hai nhóm như này thì là từ từ để anh nói lốt đã. Em lấy cái này, em chia cái này thì nó ra là 73 ngày. 37 ngày sẽ chạy hết tập khách hàng này. Nhưng với điều kiện là mỗi ngày chỉ được chạy 200.000 thôi. Bây giờ mình có cái chiến dịch đúng không? Mình muốn tiếp cận nhanh, nhiều. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ 37 mình nhân với 200.000. Thì nó sẽ mất là 7.400.000, tức là mất 7.400.000 trong vòng, ví dụ mình tiêu trong vòng 3 ngày nó sẽ tiếp cận hết được tổng xung quanh của mình. Nhưng mà ở đây nhá, ở đây em chạy tin nhắn thì cái giá tiếp cận nó sẽ như này, bởi vì là nó sẽ mất 100.000 cho 1.000 lần hiển thị. Hiểu không? Nhưng nếu em chạy tương tác thì nó lại khác nhá. Nó lại chỉ mất có 3 triệu thôi nhá. Em hiểu không? Sao lại mất 3 triệu? Một chút mày không hiểu. Bây giờ nhá, ví dụ nhá, mày chạy tin nhắn này, em chạy tin nhắn này. Giá thầu là 100.000 này, cho 1.000 lần hiển thị. Bây giờ em chạy tương tác, giá thầu là 20.000 cho 1.000 lần hiển thị. Thế có phải là tiền của mình tiêu ít hơn nhưng mà vẫn được tiếp cận nhiều hơn không? Ok, em hiểu. Thì bây giờ là em lên một cái cam tương tác, nhưng mà ở nhóm em chỉ cần một nhóm, nó bắt đầu là đúng rồi, chạy một nhóm thôi, chọn đúng độ tuổi và giới tính thôi. Còn target thì ở trong khu của em thì target nó không quan trọng, bởi vì chỉ có 130.000 khách hàng thôi đấy mà. Mục tiêu của mình là đúng rồi, nó rất bé. Mục tiêu của mình là làm cho khách hàng biết và ấn tượng về mình. Hiểu nhá, rồi ok, để em lên xe cam rồi. Ok chưa? Cái cam tương tác với bài viết nữa, đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, tương tác. Nào, một là tương tác này, hai là số lượt xem video này, ba là tiếp cận này. Mình muốn xem cái nào hiệu quả thì mình chạy cả ba thử 1-2 ngày thì mình mới đo lường được. Anh lấy ví dụ nhá. Nào, từ từ để anh lấy ví dụ, em đang chạy video này chẳng hạn. Đúng không? Thì biết đến mình là phải xem video đúng không? À. Đúng không?
đúng rồi. Ừ thì mình đo bằng số lượt xem video. Xem video tối thiểu là ví dụ như 25% này. Ví dụ em chạy video 1 phút chẳng hạn. 25% nó xem khoảng tầm bao nhiêu? 25 giây à? 25% là nó tương 20. Ừ, đại loại khoảng tầm 20 giây. Đúng không? Thế anh lấy ví dụ em chạy 3 mục tiêu, em thử, em phải thử xem là mục tiêu nào nó phù hợp với mình nhá. Một là số lượt xem video này, hai là lượt tương tác này, ba là lượt tiếp cận này. Cái đấy em target giống nhau, chọn độ tuổi giống nhau, cùng tiêu khoảng tiền, cùng chạy một bài. Xong rồi đến cuối ngày em phải xem là thằng cha nào xem được nhiều video hơn. Đấy. Thì chọn cái mục tiêu đấy để mà đấy, em hiểu không? Ok, ok bây giờ là em sẽ lên thêm 2k như thế nữa. Ừ. Được chưa? Đấy, xong rồi đo lường bằng số lượt xem video và số lượng khách đến cửa hàng. Số lượng xem video, số lượng khách đến cửa hàng thì là thì hỏi bằng mồm. Thì hỏi bằng mồm, đó, mày biết đến tao qua đâu? Ok anh nhá. Ừ. Đấy, thế em hiểu đấy. Ok ok thì game tự đúc rút thôi nhá. Thôi đó. Thằng nào anh em mình còn phải học nữa là bây giờ là phía trước mắt mình sẽ mua cửa hàng cái đã. Ok. Nhá, đến lúc nào anh rảnh lúc đấy em sẽ hỏi sau anh nhá. Ừ ừ ok ok. Ok cảm ơn anh nhiều nhá. Ừ ok ok ok. Ừ.